vừa ăn này, rồi mình cho thêm một ít hành lá vào. Rồi món ăn của mình đã xong. Rồi các bạn thấy có hấp dẫn không? Rồi chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là món giò heo hầm sá bấu. Thì giò heo thì mình mua khoảng 600 gram. Thì giò heo này mình hồi chút xíu mình sẽ luộc sơ. Và sá bấu thì sá bấu này nó bản chất nó đã mặn rồi, nên mình sẽ sắc ra từng lát để mình ngâm nước. Rồi gia vị gồm có là đường. Đường này mình xài đường phèn nha các bạn. Sau đó là hạt nêm cà no và một ít bột ngọt. Thì cái này tùy bạn bạn nào thích ăn bột ngọt ít thì để ít, nhiều thì để nhiều, tùy khẩu vị mọi người. Rồi mình bắt đầu tiến hành sắc sá bấu nha các bạn. Sắc sá bấu mình sắc xéo xéo lát mỏng thôi để mình ngâm nước. Sau khi mình sắc sá bấu xong thì các bạn bắt cái nồi nước lên nha. Bắt đầu mình tiến hành luộc thịt heo. Mình luộc cái giò heo này luộc sơ thôi. Luộc sơ nó sạch cái giò heo. Đợi nước sôi mình hãy bỏ giò heo vào nha các bạn. Rồi sau khi nước sôi thì mình cho giò heo vào nha các bạn. Rồi sau đó cho mình cho một ít muối cục vào. Đậy nắp lại mình cho nó sôi khoảng 2 phút. Rồi mình đã vớt ra. Thì trong thời gian mình đợi giò heo thì mình bắt nồi nước lên, mình tiến hành mình hầm nha các bạn. Thì trong thời gian mình chờ giò heo nó sôi thì mình bắt nồi nước lên, mình tiến mình hành mình hầm các bạn. Thì nước mình cho vào nồi nó khoảng 1/3 thôi, rồi mình cho ít đường phèn vào, rồi mình đợi nước sôi rồi bắt đầu mình tiến hành mình hầm giò heo. Khi giò heo đã chín sơ rồi các bạn vớt cho thao nha. Sau đó mình rửa nước lạnh lên nha các bạn. Giờ mình tiến hành rửa giò heo nha các bạn. Rửa sạch rồi mình cho ra ổ. Sau khi sá bấu nãy giờ mình ngâm nó cũng đã bớt mặn rồi, mình rửa lại nước lạnh một nước lại.
nước sôi rồi chúng ta cho giò heo vào nha các bạn. Nhà bạn nào ăn nhiều thì mình mua thêm nửa ký nữa, còn mà gia đình mình chỉ có 4 người nên mình ăn, sau đó mình cho sá bấu vào nha. Cái giò heo nãy mình đã hầm nó hơi chín rồi nên mình chỉ cần cho nó mềm chút nè là với sá bấu là vừa. Rồi đầu tiên mình cho là đường phèn. Đường phèn thì các bạn cho khoảng hơn muỗng canh nè. Và một ít bột ngọt, khoảng 2 muỗng cà phê bột ngọt. Và khoảng 1 muỗng canh cà no. Sau đó các bạn sẽ đậy nắp lại, sau khi đó khoảng 20 phút rồi thôi mình mở ra mình nêm gia vị lại nha các bạn. Thì bạn nào thích ăn mặn ngọt gì đó thì mình nêm thêm. Rồi của mình thì vừa ăn rồi, rồi mình cho thêm một ít hành lá vào. Rồi, sau đó giờ tiến hành tắt lửa nha. Mình cho ra tô vào, rất là hấp dẫn nha các bạn. Wow, rất là hấp dẫn. Rồi sau đó là mình cho một ít tiêu vào. Rồi món ăn của mình đã xong. Rồi các bạn thấy có hấp dẫn không? Thì món này ở nhà các bạn có thể nấu ăn cho gia đình mình cũng được, hoặc đãi bạn bè có khách rồi lại tới nhà bạn làm cũng rất là ngon, nhậu cũng rất là bắt. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn chia sẻ và comment bên dưới cho mình và đăng ký kênh mình nha. Hẹn gặp lại sau và xin chào tạm biệt.